Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay ngoài Bắc trời lại mưa khá chi là mù các bác. Thì các bác thấy là cái khu vực đây em đang đổ đất để chuẩn bị làm cái hệ thống lọc tuần hoàn nuôi trạch lấu các bác. Thì nhân tiện có một số bác ở khu vực phía trong miền Nam hỏi về cái mô hình lọc tuần hoàn đó. Thì ngày trước em có đi làm dự án với anh em thì có khá chi là nhiều cái mô hình lọc tuần hoàn bằng hệ thống sục khí các bác nhé, không dùng máy bơm mà mình dùng bằng hệ thống sục khí để mình tăng cái lượng oxy trong nước, làm mềm nước, tơi nước, và mình sẽ dùng cái hệ thống sục khí đó mình lọc nước tuần hoàn luôn các bác. Thì đợt này á, là em sẽ san lấp cái khu vườn này để xây một số bể nuôi chành lấu và nuôi lươn các bác, sau đó làm hệ thống lọc tuần hoàn bằng hệ thống sục khí luôn và lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tức là mình sẽ dùng một quy trình khép kín để nó không, thứ nhất là không tốn tiền điện, thứ hai là mình nuôi với cái mật độ nó dài hơn và mình nuôi con vật nó tốt hơn. Thì ở đây các bác thấy có một cái giàn khoan 4 số mà ngày trước em mua để đi làm và giao cho anh em thợ. Thì đợt này là rồi quá trình là ở nhà làm hệ thống lọc nước đã bận không đi nhận công trình được, với lại mình không không đi làm nữa, cho nên là nhân tiện lần này là quy hoạch là cái chỗ này để làm việc thì không có chỗ để cái giàn khoan này các bác. Thì em sẽ bán thành lý luôn cho các bác. Thì bác nào mà ở khu vực ngoài miền Bắc nhé, mà mua được cái hệ thống giàn khoan cần về khoan giếng thì em sẽ để lại cho các bác với cái giá rất chi là rẻ. Thì cái dàn 4 số này á, thực sự ra các bác nhìn này, nhìn nó như thế này, đây dầu mỡ nó bám như thế này, nhưng mà nó cực kỳ mới các bác nhá. Cái dàn này thì em mới khoan được khoảng độ một cửa số giếng thôi, các bác nhìn thấy cái nước sơn này em cạo này, đấy đấy đang rất còn chỉ là sáng bóng này đấy. Chỉ tội là rồi dầu mỡ với đợt anh em đi làm về là không lau chùi, cho nên là để nó bám như thế này, này các bác này, thế này đấy, nó bám đấy, nhưng mà mình lau đi nước sơn nó đang còn cực kỳ mới luôn các bác đấy. Cái bộ dàn này em mua thực tế ra thì nếu mà tính về khoan giếng thì mình chỉ khoan được mấy chục cái được các bác, chứ chưa khoan được nhiều đâu. Thì bộ dàn này nó đầy đủ phụ kiện nhá, ống mở lỗ rồi là ống khoan của 90, 110, 130, 150 và có cả ống của 160 luôn các bác. Ngày trước em đi làm giếng lớn nên là có cả cái ống khoan của 160 luôn. Thì nó có 100 mét cần. Nói chung là nó đầy đủ đồ nghề. Các bác mua về chỉ việc đi khoan thôi. Các bác khoan giếng sâu 100 mét lộn về thì không phải suy nghĩ. Đấy, thì nó có đầy đủ cần luôn. Dàn này dàn 4 số, khoan cực kỳ khỏe luôn các bác. Vì em mua cách đây khoảng độ đâu đó khoảng 2 năm rồi. Đấy thì đợt này là do quá trình bận làm hệ thống lọc nước và ở nhà làm thêm cái mô hình nuôi trạch lấu này và không đi làm được nữa, cho nên là sẽ để lại thanh lý lại cho các bác. Thì bác nào mà cần mua cái giàn khoan này ở khu vực ngoài Bắc hoặc là lân cận khu vực Thanh Hóa thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại em sẽ để trên màn hình nhé, hoặc là số điện thoại trong kênh nhé. Các bác liên hệ với em sẽ báo giá cho, nếu mà các bác qua bốc về đi làm thôi.